Ai và tất cả các bạn banner của Binet Vọt nha. Thì hôm nay Thành sẽ đưa tới một số thông tin mà vì sao mà những người mới đào mà lại được KC rất là mau, 20 bi, 30 bi rất là mau, nhưng mà những người đào lâu 1-2 năm lại chưa được mời KC nha các bạn. Đó là một phần số lý do rất là đáng chú ý. Đây nè, có một đây là em vợ nè, hôm qua lại mới được có 20-30 bi thôi lại được KC nè, đây nè nha. Đó thì Thành đã hỗ trợ nha, thì được gửi mời thì cũng y như thường thường lệ nè. Việt Nam thì chọn Việt Nam, thì mình hỏi là nó kêu là chỉ với nè, đây nè anh chỉ dùm em với như này là rồi làm sao nữa. Thì em KC bằng chứng minh hay căn cước? Thì nếu mà bằng căn cước thì chọn Citizen ID KR nha. Đó, để nó mình cứ dịch ra là nó là chọn căn cước. Rồi chúng ta kích thích về, cũng kích thích về BO đây. BO đây nha các bạn. Đây nè. BO này chúng ta cứ tích vào hết. Đó, tôi đủ 18 hoặc trên 18 tuổi, BO này mình cứ tích vào hết. Là ok nha các bạn. Khi tích vào nó sẽ ra như thế này. Cái này là chọn giấy tờ tùy thân nè. Nhầm. Đây nè. Thì đa số bữa nay là chọn, nên chúng ta chọn căn cước công dân nha các bạn. Tại vì những cái phần này passport đồ có nhiều người KC rất là lâu không được duyệt rồi, treo mấy năm luôn nha các bạn. Thì hôm nay các bạn cứ đa số là passport đồ, hộ chiếu đồ là để KC bên nước ngoài là nhiều nha. Việt Nam mình ít áp dụng. Mình chỉ là chứng minh hoặc là căn cước công dân nha các bạn. Đó, khi mà tích hết đầy đủ rồi thành chỉ thì nó sẽ ra như thế này. Đó, bắt đầu nha các bạn. Đó. Tích về BO đó. Rồi xong là bắt đầu. Rồi chọn quốc gia là Việt Nam rồi nha các bạn. Còn cái phần này các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Đây nè. Phần này là cứ bấm tiếp 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 theo hết 4 lần. Khi mà các bạn lưu ý, khi mà phần chụp ảnh đỡ up lên nè, cái phần này á, là chúng ta phải chụp vừa khung hình nha. Đó, cái mặt trước của căn cước công dân, mặt sau thì cũng vậy, vừa khung hình, ánh sáng đầy đủ nè, chế độ chụp là phong cảnh nè, ánh sáng và độ tương phản tốt nè, dữ liệu hiển thị rõ ràng nè, ảnh lắp đầy khung nè, hình nè. Đó, thì chúng ta KC là chúng ta nên như vậy mới được duyệt nha các bạn. Đó, cho nó vừa khung hình đồ, nói chung là chúng ta bỏ dưới cái nền đen chúng ta chụp cũng được. Ừ. Thì Thành đã có hướng dẫn tới cái phần đây nè, nhập tên. Thì ví dụ là tên Nguyễn Minh Nguyệt đi, thì chúng ta nhập tên lót trên đây là Minh Nguyệt. Cái phần ở dưới đây chúng ta cũng bỏ như thường lệ, đây vẫn chữ Nguyễn nha các bạn, họ là Nguyễn. Thì chúng ta vẫn viết hoa có dấu y như trong căn cước công dân của chúng ta, giới tính thì tự biết nha. Ngày tháng năm sinh các bạn lưu ý chỗ này nè, năm trước xong rồi tới tháng tới ngày, bên nước ngoài là tính đảo ngược nha các bạn. Về số giấy tờ tùy thân các bạn kích vào này, rồi ghi số giấy tờ tùy thân, các bạn đừng có ghi số seri ở trên đó nha, đúng cái số chứng minh hoặc căn cước nha các bạn. Đó, đây nè, Thành hướng dẫn để làm hết rồi nè. Tới cái phần này đó, tới cái phần này thì địa chỉ một là địa chỉ nơi thường trú của các bạn đó nha, các bạn ghi đúng như trong trong giấy nha các bạn. Đó, y như trong căn cước công dân. Địa chỉ hai các bạn ghi đúng y như vậy cũng được. Đó, cái này Thành đã làm rất nhiều lần để được duyệt rồi, bê đơn rồi của người thân của Thành rồi nha. Đó, ghi đúng y như ở trong căn cước công dân của chúng ta hoặc là chứng minh nhân dân, có chấm phẩy đồ viết hoa hay viết thường thì đầy đủ hết nha. Ví dụ ở thành phố là các bạn là ví dụ là các bạn là ở, các bạn ghi tỉnh vào không cần ghi thành phố. Nếu mà các bạn ở thành phố thì các bạn ghi thành phố cũng được, các bạn mà ở huyện thì các bạn cứ ghi tỉnh vào cho mình nha. Ừ, là nó vẫn được duyệt hết nha. Còn tỉnh thì các bạn vẫn ghi tỉnh vào. Đó, mẻ bưu chính đây nè,
Có nhiều người cứ thắc mắc máy bưu chính này có cần ghi hay không. Không cần ghi cũng được nha các bạn. Các bạn cứ nhập về số 0 cho mình. Đó, máy bưu chính á. Số 0 nha, đừng có nhập chữ A nha các bạn. Thì để được còn cái phần chụp hình á. Thành hỏi phần chụp hình á thì bữa nay chụp hình này nó không có giống như lúc trước nha các bạn. Phần chụp hình á là khi mà chúng ta đưa khuôn mặt á vào á, nó chụp xong rồi nó sẽ cắt cái khuôn mặt chúng ta rì, nó vừa khớp với cái chứng minh nhân dân của chúng ta hay căn cước của chúng ta đó, nó cắt khuôn mặt rì hai cái luôn, rồi nó bảo là chúng ta có đúng hay là khuôn mặt của chúng ta hay chưa, chúng ta đồng ý là được nha các bạn. Chứ không có chụp như lúc trước mà đưa khuôn mặt vào là đỡ tự nó chụp rồi xong rồi bước thứ hai là chúng ta lì lưỡi hoặc là nhíu mày, bây giờ không có nữa nha các bạn. Đó thì nói chung là những anti á hồi trước kia là chống đối bi á, thì hôm nay đào bi rất là nhiều, 20 bi đây nè, hai vợ chồng của em vợ, đây một người khác nữa nè cũng được cái EC nè, mới 100 bi nè, đây cũng em vợ luôn đó, cũng được mời luôn đó, là cũng thành công rồi nha, chỉ chờ đơn duyệt thôi nha các bạn. Thì rất là nhiều, nói chung là chỉ 20 bi là được cái EC đó. Anh Tây bữa nay cứ quay đầu cứ lẹo bi đó, như bê của Thành hồi trước kia chống đối bi ghê lắm, nhưng mà hôm nay cũng đèo bi nha các bạn. Đó, quay lại 180 độ kêu đèo bi cho ổng. Vợ của Thành cũng vậy, lúc trước cũng chống đối bi lắm, cũng anti, nhưng mà bây giờ kê xe thành công được mấy trăm bi rồi ạ. Giờ kêu bán bi cho vợ. Mẹ bây giờ Thành đâu có biết bán bi ở đâu. Đó, Thành đâu biết bán bi cho ai. Thì nếu ai có muốn giúp đỡ thì vợ kêu bán giùm 100 bi đó, kẹt tiền quá. Thì các bạn có muốn mua thì liên hệ số điện thoại mình 056B919089 nha. Đó, chứ Thành cũng không có muốn bán, tài khoản của Thành chưa KYC mà, Thành cũng ốc chưa KYC nên Thành cũng không không có làm gì được. Bây giờ tài khoản của vợ Thành, vợ kêu bán giùm 100 bi đó, kẹt tiền, ăn Tết xong kẹt tiền. Thành không có muốn bán đâu, nhưng mà Thành nói rồi, nhưng mà bây giờ nó Thành không có biết bán cho ai hết, vì thì thôi Thành đăng lên đây, ai có mua giùm được thì giúp giùm Thành thì giúp nha. Đó thì Thành chỉ nói vậy thôi, các bạn đừng có ném gạch nha. Đó thì nói chung là anti bữa nay quay đầu KC rất là nhiều. Lý do là những người trước như Thành đây chưa KC là do rep tuyển nhiều quá rồi không có đèo bi nữa, cứ xóa bỏ ép á, vì có tìm cái thuật toán của họ tính toán nó chưa có rê hết, cho nên bị có thể là bị quán lãng quên hoặc là có một vấn đề gì đó nha các bạn. Đó cho nên chưa được gửi gửi lời mời. Ví dụ có thể là sợ chúng ta bán bi rê thị trường bi nhiều quá chúng ta bán hết, cho nên chưa cho KC đại trệ cho những người tiên phong, còn những người mới rất là nhiều, 4 người mà KC hết một lượt luôn đó, 2 cặp vợ chồng 4 người KC hết một lượt, mới vài chục bi để KC hết. Thì thấy chia sẻ của Thành thì hay cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.